Chào anh em đã đến với kênh Lâm Smartwatch. Video số này mình sẽ đánh giá về các cái smartwatch giá rẻ đang hot gần đây. Link mua trên Shopee mình để ngay ở mô tả video. Đặc biệt sẽ có giveaway tặng smartwatch miễn phí một chiếc Z-Blade GTS. Anh em đọc kỹ ở mô tả video và bình luận ghim nhá. Mở bát đầu tiên là DT93, giá khoảng gần 900k, được anh em quan tâm cao gần đây bởi có thiết kế đẹp rất giống với Oppo Watch. Đặc biệt máy có vắt cong hai bên màn như là Oppo, thiết kế hoàn thiện khá tốt, màn hình LCD khá đẹp, màu đen hiển thị tốt, màu sắc hơi nhạt chút và độ sáng cũng ở mức trung bình. Giao diện tiếng Việt như DTX trước mình đã review, hiệu năng sử dụng các thao tác vuốt khá lắc, đọc thông báo cũng lắc lòi. Phone tiếng Việt ổn nhưng chữ nhỏ và di rít khó đọc, không có thông báo Zalo. Về kết nối dùng app Fit Cloud Pro, kho mặt đồng hồ có 20 mặt, bao gồm có mặt tùy biến ảnh cá nhân và 3 mặt có sẵn theo máy. Ngoài ra thì máy có bộ nhớ trong 52MB để nghe nhạc độc lập nhưng nghe trực tiếp trên đồng hồ chứ không có kết nối tai nghe Bluetooth. Nên nếu anh em khi chạy bộ muốn nghe nhạc thì đưa tay gần tai để nghe nhạc. Copy nhạc qua máy tính cũng khá là dễ dàng. Chất lượng loa rất là to như là một loa Bluetooth mini trên cổ tay, vì thế nên nghe gọi rất là đã. Có nhật ký cuộc gọi và đồng bộ danh bạ, quay số gọi trên đồng hồ khá tiện. Thời lượng pin cũng khá tốt, xài trung bình khoảng 3 ngày. Nghe nhạc liên tục khoảng 3 tiếng với mức âm lượng trung bình. Đánh giá của mình về DT93 thấy tạm ổn trong tầm giá, nhưng xài hơi lag. Dây thay thế dạng khó kiếm là chốt dây 18, cỡ dây 20. Mua đeo chơi thì cũng khá là đẹp. Smartwatch thứ hai là VK56 mới ra mắt với mức giá khoảng 1,3 triệu, là hàng pha ke có mức giá cao nhất của Apple Watch. Chỉ cần thêm 300-400k nữa là anh em có thể mua được một chiếc Apple Watch Series 1 đời đầu xịn. Vậy VK56 có những gì mà đắt tới mức thế là bởi có công nghệ cảm biến đo nhịp tim, nhưng lại không đo được nhịp tim mà chỉ là một cái đèn LED xanh nho nhỏ có tính năng để soi đi đái ban đêm. Cải tiến đáng giá nữa là có sạc không dây, máy có màn hình LCD khá đẹp, độ sáng tốt, màu sắc hiển thị đẹp nhưng màn hình vẫn hơi lệch lên trên một chút. Ngoài ra thì máy có Bluetooth 5.0 nên thời lượng pin khá tốt, trung bình 5 đến 7 ngày. Có loa mic đàm thoại khá to và rõ, máy có nút xoay Digital Crown và nút sườn xịn xài được. Về xoay khi ở giao diện tổ ong hay là cảm ứng thì khá lép. Thông báo tiếng Việt ổn, có hỗ trợ thông báo Zalo. Mặt đồng hồ có tới 50 mặt nhưng không có mặt tùy biến ảnh cá nhân. Có một vài mặt động khá là đẹp giống với Apple Watch hiện. Ứng dụng kết nối tên là M-Active khá đơn giản, chỉ có tùy chọn thông báo và tìm đồng hồ. Không có kho mặt đồng hồ chọn trên app kết nối. Ngoài ra thì cải tiến về thiết kế là khu vực dây có nút chốt để giữ dây giống như Apple Watch xịn, nên dây đeo sẽ không bị trôi như các cái mẫu pha ke khác. Đánh giá cá nhân của mình về VK56 không nên mua bởi mức giá quá cao, đo nhịp tim thì giả, hiệu năng lag và kết nối với điện thoại không ổn định, thỉnh thoảng còn bị ngắt kết nối. Smartwatch thứ 3 bản nâng cấp từ FK78 là FK88 hay còn gọi là S6 Pro với mức giá khoảng 590k, khá chát. Thiết kế của em pha ke này cực kỳ giống, thậm chí đến cả cái hộp cũng giống luôn. Theo mình thấy thì độ hoàn thiện chi tiết giống với Apple Watch phải tới 99%, màn hình đã đỡ bị lệch hơn, hiển thị màu sắc đẹp, khá sắc nét nhưng mà độ tương phản màu sắc hơi cao, cho cảm giác màn hơi bị lóa bóng. Máy có nút xoay Digital Crown và phím sườn hoạt động chuẩn, cảm biến đo nhịp tim cũng chuẩn luôn. Phím sườn xoay đổi mặt đồng hồ khá là nhanh chóng, nhưng với giao diện tổ ong khi di chuyển hay là xoay zoom vẫn lag. Để giao diện mặc định riêng thì mượt mà. Máy có loa thoại nghe rất là tốt, có Bluetooth đa phương tiện để nghe nhạc như là một loa Bluetooth mini. App kết nối là Fitfly, khá dễ sử dụng, tùy chọn thông báo có chọn được nhiều thông báo nên tất nhiên là có cả thông báo Zalo. Trong kho mặt có 11 mặt đồng hồ, nhưng khi mấy mắt này mình sinh lên đồng hồ thì bị lỗi hiển thị một góc nhỏ rất là xấu và có một watch face tùy chỉnh theo ảnh cá nhân. Mình nghĩ là với một mặt ảnh cá nhân đi kèm với 23 mặt đồng hồ theo máy là quá đủ xài rồi, vì đa số các cái mặt theo máy khá là đẹp. Về vấn đề thông báo là một điểm trừ rất là lớn, không hiển thị nội dung tin nhắn tới, phải bấm xem thì mới đọc được ở tùy từng app. Một số app không hiển thị tên như là Zalo. Thời lượng pin chỉ khoảng một ngày, khá là kém. Đánh giá về FK88, nếu như mà anh em để đeo chơi thì khá là ổn, bởi so với các cái loại máy pha ke Apple Watch thì FK88 gần giống nhất nhưng mà thời lượng pin thì lại kém. Mình nghĩ nếu không quan trọng về vấn đề pin thì cái máy này khá là ok. Tiếp theo là HX6 hay còn gọi là Fly 2 với mức giá khá chát lên tới 1,5 triệu,
thêm 200k nữa là anh em có thể mua được một chiếc Apple Watch Series 1 xịn. Uầy, vậy có gì mà gần ngang hàng xịn tới vậy? Đó là bởi HX6 có màn hình cân đối nhất hiện tại, trong khi đa số các khách hàng phà kè khác màn hình rất là mất cân đối. Ngoài ra thì còn sạc không dây như là W56, nhưng có nút xoay Digital Grow không hoạt động được, phím bách sườn lại hoạt động rất là ngon. Màn hình LCD rất đẹp, sắc nét, độ sáng cũng tốt khi mà nhìn ngoài trời. Có tới 30 mặt đồng hồ mặc định trên máy, có một vài mặt động và có mặt mới từ Apple Watch 6. Trên app kết nối Fitfly cũng tương tự như là FK88, có 10 mặt đồng hồ trong kho và có một mặt tùy biến theo ảnh cá nhân, có tùy chọn nhiều thông báo, hỗ trợ cả Zalo. Máy cũng có loa mic đàm thoại nghe gọi khá là to. Phần mềm cũng tương tự như là FK88, thông báo cũng không ngon cho lắm nhưng mà đọc tiếng Việt thì rất là tốt. Tiếp theo thì thời lượng pin cũng khá kém, chỉ được 1 ngày, nếu bật tiết kiệm pin mới lên được 2 ngày. Về vấn đề nhịp tim thì mình nghi ngờ là giả nên có thử nhiều lần vận động cao, chất nhịp tim cùng với Apple Watch xịn thì HX6 đưa ra chỉ số sai rất là nhiều. Thường là nhịp tim nghỉ ngơi nên khả năng cao HX6 là cảm biến đo nhịp tim giả. Theo đánh giá của mình về HX6 là không nên mua bởi giá quá cao, gần chạm với cả Apple Watch Series 1 Line New mà pin kém, núm xoay gì giả. Thông báo thì không ngon, chỉ được mỗi cái màn hình kéo lại thôi. Smartwatch tiếp theo là U68, mức giá thì khoảng 580k, khá là ngon. Thiết kế vuông vức và có cảm giác nhìn hơi thô. Nút xoay Digital Grow xoay được nhưng mà không hoạt động, nút phím back thì lại xài được. Máy cũng có loa mic đàm thoại và chất lượng loa khá là tốt. Các thao tác vuốt rất là mượt mà ở các điểm như là thanh trạng thái hay là vuốt đọc thông báo. Giao diện tổ ong cũng di chuyển mượt hơn chút so với các cái smartwatch pha kè khác. Đặc biệt là có 6 watch face Disney hoạt hình động khá là đẹp và 4 mắt đồng hồ bình thường, có mắt đồng hồ tùy chỉnh theo ảnh cá nhân. App kết nối là V-Band, có tùy chọn thông báo nhiều ứng dụng, có hỗ trợ Zalo. Yếu điểm của U68 là thông báo tiếng Việt có dấu bị lỗi khó đọc. Giao diện máy là tiếng Anh không có tiếng Việt. Cảm biến đo nhịp tim xịn chứ không phải chỉ để soi đi đái như là W56 hay là HX6 kể trên. Thời lượng pin ở mức trung bình, em sẽ xài được hơn 1 ngày nếu mà nghe gọi. Chỉ đọc thông báo là chính thì gần 2 ngày. Theo đánh giá của mình thì không nên mua U68 bởi phone thông báo tiếng Việt lỗi, màn hình ở mức trung bình, nút xoay thì giả. Nhưng được cái là có đo nhịp tim chuẩn và mặt đồng hồ động độc đáo hơn. Hai smartwatch còn lại không để lại cho mình nhiều ấn tượng là H55 giá khoảng 600k và T55 khoảng 450k nâng cấp từ T500. Với H55, kích cỡ là chỉ 40mm, cực kỳ phù hợp với các cái bạn nữ hay là nam tay nhỏ. Thiết kế vỏ thân máy khá là đẹp, rất là giống với hàng chuẩn. Có nút xoay Digital Grow, xoay được nhưng mà không có tác dụng gì. Phím sườn back hoạt động tốt. Đèn cảm biến đo nhịp tim giả, chỉ để làm đèn ngủ. Ngoài ra thì máy cũng có loa mic đàm thoại, chất lượng loa ở mức dễ nghe ở phòng kín. Màn hình cũng tương tự như là U68, không cân xứng, bị cao lên ở phía trên. Chất lượng màn hình khá đẹp và độ sắc nét ổn, độ sáng ở mức trung bình. Máy sẽ chỉ có 9 mặt đồng hồ và không có mặt tùy chỉnh theo ảnh cá nhân. App kết nối là Funwe, khá đơn giản, không có kho mặt đồng hồ. Quản lý thông báo có tùy chọn nhiều ứng dụng, có hỗ trợ thông báo Zalo. Thời lượng pin ở mức trung bình, chỉ 1 ngày nếu nghe gọi nhận thông báo. Cuối cùng là T55, rất giống với U68. T55 thiết kế vỏ nhôm bóng khá là đẹp nhưng mà nút xoay Digital Grow và phím sườn là giả hết. Tiếp theo thì cảm biến đo nhịp tim cũng rất là hư cấu. Có nháy như là đúng rồi nhưng mà số liệu đưa chỉ số ngẫu nhiên chứ chả liên quan gì đến nhịp tim của người đeo. Tóm lại cũng là cảm biến giả. Giải loa cũng rất thô, nhìn cực kỳ pha ke. Bù lại thì máy sử dụng khá là mượt mà, từ chuyển mặt đồng hồ hay là xem thông báo. Giao diện tổ ong di chuyển cũng mượt hơn chút so với các máy khác. Màn hình màu sắc khá là nhợt nhạt, màu đen thấy rõ cái đèn nền mờ, độ sáng kém và màn hình không cân xứng. App kết nối là 2W, anh em sẽ chả thấy có gì ngoài tùy biến thông báo. Có hỗ trợ các ứng dụng trên điện thoại, tất nhiên là sẽ có thông báo Zalo. Máy sẽ có 10 mặt đồng hồ và không có tùy biến mặt theo ảnh cá nhân. Đánh giá cả H55 và T55 thì mình thấy nếu anh em hay là nữ tay nhỏ thì đeo chiếc H55 quá là ok bởi nó khá là đẹp. Nếu mà không quan trọng những cái điều mà mình nói, còn T55 thì thôi bỏ qua bởi quá nhiều là yếu điểm luôn. À anh em ơi, sắp tới thì sẽ có một cái video về top smartwatch giá rẻ nữa đấy nhá. Và chú ý tham gia giveaway tặng chiếc Z-Blade GTS miễn phí, đọc kỹ ở mô tả video. Nếu anh em thấy video hay thì xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em đã xem và quan tâm kênh của mình.